Xin chào các em. Ở tiết trước thì chúng ta đã được học các cái tế bào con được hình thành qua giảm phân thì nó sẽ phát triển tạo thành các cái giao tử. Nhưng mà sự hình thành giao tử đực và giao tử cái nó có gì giống và khác nhau thì chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua bài hôm nay. Phát sinh giao tử và thụ tinh. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các cái nội dung chính. Phần thứ nhất là sự phát sinh giao tử. Phần thứ hai đó chính là quá trình thụ tinh và phần thứ ba là ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh. Các tế bào sau khi mà giảm phân xong á thì sẽ tiến hành một quá trình gọi là quá trình phát sinh giao tử. Quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái thì nó sẽ khác nhau và quá trình phát sinh ở động vật và thực vật nó cũng sẽ khác nhau. Cô xin giới thiệu đây chính là quá trình phát sinh giao tử ở động vật mà hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu. Trước hết đó là phát sinh giao tử cái, hay có tên gọi khác đó là sự tạo noãn. Còn sự phát sinh giao tử đực cô cũng gọi một cái tên gọi khác đó chính là sự tạo tinh. Các em thấy ở hai cái quá trình này á thì tế bào tham gia đầu tiên đều là tế bào mầm. Sự tạo noãn tế bào mầm có thể gọi một cái tên gọi khác đó là tế bào sinh trứng. Còn sự tạo tinh thì cái tế bào mầm này có thể gọi đó là tế bào sinh tinh, được chưa nào? Các tế bào này thì nó đều có bản chất giống nhau, đó là các cái tế bào có thể trực tiếp tham gia vào quá trình thụ tinh và nó được định cư ở cái tuyến sinh dục. Vậy thì cái quá trình phát sinh giao tử đực và phát sinh giao tử cái diễn ra như thế nào? Đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó chính là sự phát sinh giao tử cái. Loại tế bào đầu tiên tham gia đó chính là tế bào mầm có bộ nhiễm sắc thể là 2N. Trải qua quá trình nguyên phân liên tiếp rất nhiều lần tạo ra các cái tế bào khác gọi là noãn nguyên bào. Các cái tế bào này thì nó đều có bộ nhiễm sắc thể là 2N, giống nhau và giống với lại tế bào mẹ. Thì các em đã được học ở tiết trước thông qua cái bài nguyên phân rồi. Kết quả của quá trình nguyên phân đó là tạo ra hai tế bào con giống nhau và giống với tế bào mẹ. Cái noãn nguyên bào này nó sẽ tiếp tục phát triển. Nó phát triển tạo thành cái noãn bào bậc 1 để sẵn sàng cho cái quá trình phân bào tiếp theo, đó chính là giảm phân. Cái noãn bào bậc 1 này bước vào giai đoạn giảm phân 1, tạo ra một tế bào có kích thước nhỏ và một cái tế bào có kích thước lớn hơn. Tế bào có kích thước nhỏ này gọi là thể cực thứ nhất, còn tế bào có kích thước lớn gọi là noãn bào bậc 2. Sau đó, hai loại tế bào này tiếp tục quá trình giảm phân 2. Ở giảm phân 2 thì noãn bào bậc 2 này nó sẽ cho ra một loại tế bào có kích thước lớn gọi là trứng và một tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ hai. Còn ở thể cực thứ nhất nó sẽ tiếp tục giảm phân cho ra hai cái thể cực nhỏ hơn, đó là thể cực 2 và chúng đều có bộ nhiễm sắc thể đó là N. Như vậy thì cái kết quả của quá trình phát sinh giao tử cái đó là từ một cái tế bào mầm ban đầu có bộ nhiễm sắc thể là 2N sẽ cho ra bốn loại tế bào, thì trong đó có một loại có kích thước lớn là trứng và ba tế bào còn lại có kích thước nhỏ hơn gọi là thể cực, và cái thể cực này nó sẽ tiêu biến. Về sau chỉ có cái tế bào trứng này là nó tham gia vào quá trình thụ tinh mà thôi. Cô sẽ tóm gọn lại cái quá trình phát sinh giao tử cái. Đó là từ một tế bào mầm có bộ nhiễm sắc thể là 2N, thông qua quá trình nguyên phân liên tiếp nhiều lần sẽ tạo ra noãn nguyên bào cũng có bộ nhiễm sắc thể là 2N. Noãn nguyên bào phát triển tạo ra noãn bào bậc 1 có bộ nhiễm sắc thể là 2N. Qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra một trứng và ba thể cực được tiêu biến, được chưa nào? Rồi, cái sự phát sinh giao tử cái thì các cái tế bào mầm nó sẽ nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra các noãn bào bậc 1.
Mỗi noãn bào bậc 1 qua giảm phân 1 cho một thể cực thứ nhất và một noãn bào bậc 2. Noãn bào bậc 2 qua giảm phân 2 cho một thể cực thứ hai và một tế bào trứng. Các em hãy viết phần này vào trong tập. Chúng ta tìm hiểu tiếp theo đó chính là sự phát sinh giao tử đực. Quá trình phát sinh giao tử đực thì cũng được trải qua ba cái quá trình giống như là phát sinh giao tử cái, đó chính là nguyên phân, giảm phân 1 và giảm phân 2. Tế bào xuất phát ban đầu đó là tế bào mầm có bộ nhiễm sắc thể là 2N, trải qua quá trình nguyên phân liên tiếp nhiều lần sẽ tạo ra tinh nguyên bào. Các cái tinh nguyên bào này thì đều có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và giống với tế bào ban đầu đó chính là 2N. Các cái tế bào này tiếp tục phát triển để tạo ra tinh bào bậc 1 sẵn sàng cho quá trình giảm phân. Bước vào quá trình giảm phân 1, cho ra hai loại tế bào gọi là tinh bào bậc 2, và các em nhìn thấy là cái tinh bào bậc 2 này nó có kích thước tương đương với nhau và bộ nhiễm sắc thể lúc này sẽ là N. Hai tinh bào bậc 2 này tiếp tục đi qua cái quá trình gọi là giảm phân 2. Trong giảm phân 2 thì mỗi cái tinh bào bậc 2 này á lại giảm phân tạo ra hai loại giao tử có bộ nhiễm sắc thể là N. Vậy thì cái quá trình phát sinh giao tử đực thì một cái tế bào ban đầu sẽ tạo ra bốn cái tế bào con. Tuy nhiên, bốn cái tế bào con này nó sẽ có kích thước tương đương với nhau và đều có bộ nhiễm sắc thể đó là N, và bốn cái giao tử này người ta gọi là tinh trùng. Cô tóm tắt lại sự phát sinh giao tử đực. Từ một tế bào mầm có bộ nhiễm sắc thể là 2N, nguyên phân liên tiếp tạo ra tinh nguyên bào cũng có bộ nhiễm sắc thể là 2N. Tinh nguyên bào phát triển tạo ra tinh bào bậc 1 và thông qua quá trình giảm phân 1 tạo ra tinh bào bậc 2. Giảm phân 2 tạo ra 4 tinh trùng đều có bộ nhiễm sắc thể là N. Các tế bào mầm sẽ nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra các cái tinh bào bậc 1. Mỗi tinh bào bậc 1 qua giảm phân 1 cho ra hai tinh bào bậc 2 và hai tinh bào bậc 2 qua giảm phân 2 sẽ cho ra 4 tinh trùng. Các em hãy viết phần này vào trong tập. Các em xem lại quá trình sự tạo noãn và sự tạo tinh, hay còn gọi là sự phát sinh giao tử đực và sự phát sinh giao tử cái ở động vật, để chúng ta nhìn nhận được là những cái điểm giống nhau và khác nhau giữa hai quá trình này. Thì đầu tiên đó là điểm giống nhau. Các em thấy xuất phát của nó đều là cái tế bào mầm và nó sẽ thực hiện quá trình nguyên phân liên tiếp nhiều lần để tạo ra tinh bào bậc 1 và noãn bào bậc 1. Cái sự giống nhau thứ hai á là cái noãn bào bậc 1 và cái tinh bào bậc 1 này đều thực hiện quá trình giảm phân để tạo ra giao tử. Đây là những cái điểm giống nhau. Vậy những cái điểm khác nhau nó là gì? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Đầu tiên các em xem cái phần giống nhau trước. Đó là các tế bào mầm đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều tinh bào bậc 1 và noãn bào bậc 1. Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1 đều thực hiện giảm phân để tạo ra giao tử. Đây là phần giống nhau. Về phần khác nhau giữa sự phát sinh giao tử đực và cái, thì ở giao tử cái, mỗi noãn bào bậc 1 qua giảm phân 1 thì nó sẽ cho ra một cái thể cực thứ nhất và một noãn bào bậc 2. Còn ở sự phát sinh giao tử đực thì mỗi tinh bào bậc 2 sẽ qua giảm phân 1 cho ra hai cái tinh bào bậc 2. Được chưa nào? Sự khác nhau tiếp theo đó là ở noãn bào bậc 2 qua giảm phân 2 thì nó sẽ cho ra một cái thể cực thứ hai và một tế bào trứng. Còn ở bên này là hai cái tinh bào bậc 2 qua giảm phân 2 nó sẽ cho ra bốn cái tinh trùng. Và kết quả của sự phát sinh này nó sẽ khác nhau, đúng không nào?
Kết quả của phát sinh giao tử cái là mỗi noãn bào bực một qua giảm phân, nó sẽ cho ra ba cái thể cực được tiêu biến và một cái tế bào trứng. Còn kết quả của sự phát sinh giao tử đực sẽ cho ra bốn cái tinh trùng, được chưa nào? Cái quá trình tiếp theo mà chúng ta tìm hiểu đó chính là quá trình thụ tinh. Các em hãy quan sát cái hình ảnh sau đây. Thành phần tham gia của quá trình thụ tinh ban đầu đó chính là trứng có bội nhiễm sắc thể là N, và một cái thành phần nữa đó chính là tinh trùng cũng có bội nhiễm sắc thể là N. Thì cái quá trình thụ tinh nó sẽ diễn ra như sau. Các cái tinh trùng nó sẽ bơi về phía trứng. Rồi nó sẽ làm phá vỡ cái lớp vỏ trứng và một cái tinh trùng nó sẽ chui vào. Sau đó nó sẽ cắt bỏ cái đuôi đi. Và cái vỏ trứng này nó sẽ đóng lại để đảm bảo cho cái tỷ lệ thụ tinh của nó là 1:1. Tức là một tinh trùng nó chỉ có chui vào được một trứng thôi. Khi mà cái tinh trùng nó sẽ chui vào trứng thì cái trứng này nó sẽ tiết ra một cái phản ứng gọi là phản ứng vỏ để đóng cái vỏ trứng này lại, ngăn cản không cho các cái tinh trùng khác chui vào. Cô lấy ví dụ, ở cơ thể người trong một cái lần phóng tinh thì cho ra khoảng là 200 cho đến 300 triệu tinh trùng, nhưng mà chỉ có vài chục triệu là vài chục triệu con á, là nó sẽ bơi được đến cái ống dẫn trứng, và vài trăm con nó sẽ bơi được đến trứng, trong đó nó chỉ có một con duy nhất là chui được vào trong trứng thôi. Thì một số bạn sẽ có suy nghĩ là ơ tại sao lại có hiện tượng sinh đôi, hay là tại sao lại có hiện tượng sinh ba, hay người ta lại có hiện người ta nói là sinh đôi cùng trứng hay là sinh đôi khác trứng. Thì hai cái này nó khác nhau, nó là một cái khái niệm khác. Và ở bài sau cô sẽ giải thích kỹ hơn về cái vấn đề sinh đôi. Còn các em nhận biết thông qua cái phần thụ tinh này, đó chính là chỉ có một tinh trùng thụ tinh với một trứng, được chưa nào? Và kết quả của quá trình thụ tinh này là tạo ra một cái hợp tử có bội nhiễm sắc thể là 2N. Đây, trứng cộng với tinh trùng sẽ tạo ra hợp tử có bội nhiễm sắc thể là 2N. Vậy thì các em hãy xem thử là thụ tinh là gì? Thì thụ tinh ở đây chính là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực hay gọi là trứng và một giao tử đực gọi là tinh trùng và một giao tử cái là trứng. Tại sao cô lại dùng từ ngẫu nhiên? Vì cứ cái tinh trùng nào mà nó bơi đến trứng và nó chui được vào trong trứng thì hiện tượng thụ tinh nó sẽ xảy ra, chứ mình không thể nào mà lựa chọn được cái tinh trùng nào chui vào, được chưa nào? Vậy nên khi mà chúng ta được tồn tại ở trên đời này á, đó là một cái sự đấu tranh của chúng ta và một cái sự may mắn của chúng ta rất là nhiều. Nên là các em hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, được chưa? Tại vì chúng ta đã rất là may mắn để chúng ta tồn tại được ở trên đời này rồi. Ta ngẫu nhiên được chọn thôi. Về mặt bản chất thì sự thụ tinh đó là sự kết hợp của hai cái bội nhân đơn bội tạo ra cái bội nhân lưỡng bội, đó chính là hợp tử. Được chưa nào? Để tìm hiểu kỹ hơn về quá trình thụ tinh thì cô sẽ cho các em xem một cái đoạn video sau đây. The journey of life starts with a fascinating race. Starting with millions of sperm, only one, the fastest and the strongest, will reach the finish line. Some fall out of the race, getting lost in the rush through the narrow fallopian tubes, while some are stopped by natural obstacles which protect the woman's body from intruders. Those who make it closer to the end compete fiercely with each other. Together, they attack the egg cell. Their only goal is to be the first one to enter the egg. Only one will make it through, but the others simplify this mission
by slowly dissolving the membrane of the egg. Finally, we have a winner. The winning sperm enters the egg and conception occurs. Half the man's and half the woman's chromosomes combine. This creates a unique DNA code, which is needed to create new life. These combined chromosomes form the first cell of the new baby. This is now called the zygote. The zygote starts to divide into a cluster of cells and begins to travel to the friendly and safe habitat of the uterus. When the zygote has divided into a bubble of cells, a blastocyst is formed with an inner layer of cells making up the embryo and an outer layer which will protect and nourish the embryo. The blastocyst then finds a comfortable place to stay in the uterus for the next. Rồi, quá trình hình thành nên một cơ thể mới nó rất là diệu kỳ đúng không nào các em? Thụ tinh, chúng ta sẽ ghi lại cái phần khái niệm của nó. Thụ tinh là sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực hay gọi là tinh trùng và một giao tử cái gọi là trứng để tạo thành hợp tử. Bản chất của sự thụ tinh là sự kết hợp của hai bộ nhân đơn bội N nhiễm sắc thể tạo ra bộ nhân lưỡng bội 2N nhiễm sắc thể ở hợp tử. Các em ghi nhận phần này vào trong tập nhé. Các em quan sát cái hình ảnh sau và trả lời câu hỏi tại sao sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và cái lại tạo được các cái hợp tử chứa bộ nhiễm sắc thể khác nhau về nguồn gốc. Thì ở cái bài số 5, các em đã được học về cái biến dị tổ hợp hay là ở cái bài trước thì chúng ta đã được học về cái sự trao đổi chéo của các cái nhiễm sắc thể. Thì vì trong quá trình phát sinh giao tử, đó là quá trình giảm phân, thì các cái nhiễm sắc thể trong cái cặp nhiễm sắc thể tương đồng này nó sẽ phân ly độc lập với nhau, tạo nên các cái giao tử khác nhau về nguồn gốc. Và trong quá trình thụ tinh nó sẽ kết hợp ngẫu nhiên các cái loại giao tử này nên nó sẽ tạo ra các cái hợp tử chứa tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau về nguồn gốc. Các em hãy quan sát cái hình ảnh sau đây và giải thích cho cô vì sao bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể. Thì các em biết là cái quá trình giảm phân diễn ra với giảm phân 1 và giảm phân 2. Còn quá trình thụ tinh là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái để tạo thành hợp tử với bộ nhiễm sắc thể đó là 2N. Thì qua giảm phân á, cái bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài 2N nó sẽ được phân chia liên tiếp 2 lần tạo ra bộ nhiễm sắc thể đơn bội ở các giao tử. Và trong thụ tinh thì các cái giao tử đó nó lại kết hợp với nhau, tạo ra hợp tử có bộ nhiễm sắc thể là 2N. Do đó mà bộ nhiễm sắc thể nó sẽ đặc trưng cho loài. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo, đó là mối quan hệ giữa nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Trên cái sơ đồ dưới đây á của cô là các cái cơ thể trưởng thành, nó sẽ bước vào cái giai đoạn đầu tiên, đó chính là giảm phân. Bố sẽ giảm phân cho ra tinh trùng, mẹ cũng sẽ giảm phân cho ra trứng. Tinh trùng và trứng kết hợp với nhau trong quá trình thụ tinh sẽ tạo ra hợp tử. Hợp tử này nó sẽ nguyên phân liên tiếp nhiều lần để tạo ra cơ thể mới. Và cái cơ thể mới này nó cũng cần nguyên phân lên rất là nhiều lần để trở thành cái cơ thể trưởng thành. Vậy thì cái quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh là các quá trình gắn liền chặt chẽ với nhau trong quá trình sinh trưởng và phát triển. Và nó có rất là nhiều ý nghĩa đối với cái sự phát triển của cơ thể con người. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh. Giảm phân thì sẽ tạo ra các cái giao tử chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội.
Còn thụ tinh thì nó đã khôi phục cái bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội lại. Giảm phân và thụ tinh nó sẽ giúp duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài sinh sản hữu tính qua các cái thế hệ cơ thể và tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho chọn giống và tiến hóa. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Cô sẽ củng cố lại cái phần nội dung hôm nay chúng ta đã được tìm hiểu thông qua bài phát sinh giao tử và thụ tinh. Thì phần thứ nhất chúng ta đã được tìm hiểu về sự phát sinh giao tử, đó chính là giảm phân ở động vật. Từ tinh bào bậc 1 có bộ nhiễm sắc thể là 2N, thông qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra 4 tinh trùng có bộ nhiễm sắc thể là N. Hoặc là từ hai cái tinh bào bậc 2 có bộ nhiễm sắc thể là N, nó cũng sẽ tạo ra 4 cái tinh trùng có bộ nhiễm sắc thể là N. Từ một cái noãn bào bậc 1 thì nó sẽ cho ra hai phần, đó là phần noãn bào bậc 2 và thể cực thứ nhất. Thì cái thể cực thứ nhất nó sẽ tạo ra các cái thể cực thứ hai và nó đã được tiêu biến. Còn cái noãn bào bậc 2 này nó sẽ tạo ra được một trứng. Rồi, các em đã được so sánh sự phát sinh giao tử cái nó sẽ khác và giống sự phát sinh giao tử đực ở những đặc điểm nào. Và tất nhiên là sự phát sinh giao tử ở động vật và thực vật nó cũng sẽ có sự khác nhau. Cái phần này chúng ta không cần phải tìm hiểu nhiều. Trong quá trình thụ tinh thì các em biết được là thụ tinh là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực và một giao tử cái để tạo thành hợp tử. Và bản chất của sự thụ tinh đó chính là sự kết hợp của hai bộ nhân đơn bội tạo thành bộ nhân lưỡng bội ở hợp tử. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh đó chính là duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng cho loài và nó sẽ tạo ra cái biến dị tổ hợp phong phú cho chọn giống và tiến hóa. Hướng dẫn về nhà. Về nhà thì các em hãy học bài và làm bài tập trắc nghiệm theo cái link Google Form mà cô đã gắn ở trên lớp học.hochiminh.edu. Các em đọc và xem trước bài cơ chế xác định giới tính. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.